mãi luôn, mãi luôn, chắc luôn. ha. Ngày 24 tháng 9, Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 10 người trong đường dây chế tạo, tàn trữ, mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ quy mô lớn trên địa bàn tỉnh. Những người bị bắt gồm Dương Minh Tuấn, Cao Văn Hoài, Lưu Tấn Đạt, Phan Văn Tính, Khưu Thanh Tùng cùng ở thành phố Rạch Giá, võ Ngọc Trâm, vợ Cao Văn Hoài ở huyện An Minh. Trần Văn Năng ở huyện Dông Riêng, Trần Ngọc Thuận ở huyện Hòn Đất, Phương Hữu Nhân ở huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang và Phạm Văn Dầu ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau về tội chế tạo, tàn trữ, mua bán vũ khí quân dụng. Trước đó, Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra, bắt giữ các đối tượng. Ngày 22 tháng 8, ban chuyên án quyết định phá án với sự tham gia hỗ trợ trực tiếp của lực lượng phòng trọng án, cục cảnh sát hình sự và cục kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an tổ chức bắt khám xét nơi ở của 10 người trên. Khi khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 84 khẩu súng các loại, có 11 khẩu súng là vũ khí quân dụng, 14 khẩu súng là công cụ hỗ trợ hơn 300 viên đạn các loại, 365 ống kim loại chứa CO2, một roi điện, một máy tiện chuyên dụng và một số thiết bị, máy móc phục vụ việc chế tạo, cải tạo các loại súng bắn đạn bi. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng mở rộng điều tra.